Cây thổi gió liệu có ảnh hưởng không? Inferno chỉ là một tia, nhà chính thì chưa bung lên mà. Nhà chính chưa bung, quản giáo bật gồng để cho nó can phá cực kỳ nhiều. Chúng ta cùng đến với lần đánh đầu tiên của Star. Đến nhà của General X trong khuôn khổ giải đánh sáng tạo Creator Master 3.0. Và đây là combo 5 Hitler và 5 Super Miner. Và một mẫu bầy cứng. Đầu tư 2 Balloon. Và như vậy là khí cầu chiếm Blim đã vào thẳng trong khu vực này. Và đây là lính gì vậy? Vâng, Super Bowler để ăn vào khu vực nhà chính. Ăn luôn vào máy bắn đá. What? Một pha tiếp cận cực kỳ thông minh. Và phía bên này là em Queen 95 với trang bị băng giá đã mắc cấp độ và tàng hình. Bên đây đó chính là quản giáo với cả quần cuồng độ Hawk Puppet. Rồi, để xem Star sẽ đánh như thế nào đây. Wizard đang tung trưởng bên kia. Siêu công thành binh đang có mặt nữa rồi. Lung bờ tường ở góc này. Tiếp tục Queen. Cánh ở bên kia có Archer, Super Wizard các kiểu. Chúng ta hãy xem những bài đánh này nó sẽ ra sao. Tiếp tục là một balloon nữa vào thẳng ở đây. Ok luôn ạ. Bình tĩnh thăm dò thôi, không có gì phải vội hết. Anh Nhân Kinh đang hỏi chấm vấn đề. Uông, một siêu công thành binh nữa và bơm ngay bình cuồng nộ. Chuẩn đấy. Lùng cánh bên kia em Queen sang tiêu diệt Royal Champion của đội bạn. Và có một pha thả độc ở đây rồi. Tất cả hết sức bình tĩnh cho sếp thôi. Không có gì phải vội vàng cả. Đúng rồi ạ. À, chờ cắt góc rất là tỉ mỉ ngay từ đầu trận. Vâng, Super Miner 4 góc ở hướng 12 giờ. Royal Champion cùng với cả quản giáo đã vô rồi. Tiếp tục là một pha cuồng nộ nữa ở trong tình huống ở bên đây. PK vút. Tốt ạ. Super Miner đang lục. Và như vậy là Headhunter rất nhiều. Toàn bộ lính clan là Headhunter vào bế em Queen luôn. Super Miner hẹo đi để tiêu diệt lính clan. Và cánh bên này quản giáo cũng đã bật gồng rồi. Hướng còn lại đối diện với em Queen hiện tại bây giờ thành Niên Kinh đang mở tường vào bắt Queen của đội bạn. Ông Isler bị dính bom bẫy. Có cả xoáy và tiếp tục một siêu công thành binh đã mở lối cho em Queen. Super Miner vẫn đang rất là hiệu quả nhưng ở khu vực trung tâm này cực kỳ nhiều bom bẫy. Và úi ôi bom đèn. Thành Niên Kinh con voi đã bùng lên bằng thêm tiếp một bình cuồng nộ nữa để bơm cho Queen cũng như là Super Miner khỏe hơn. Kinh vẫn đang cố gắng vụt được cánh còn lại. Hóa Phượng Hoàng rồi. Bạn vẫn đang còn rất nhiều spell cũng như là lính. Ôi đỉnh thế. Chấp hai spell à? Ồ chứ còn gì nữa. Royal Champion đã kích hoạt kỹ năng lên rồi. Vời ơi, Headhunter bế luôn Thành Niên Kinh 95 một cách nhẹ nhàng. Chấp băng, chấp tàng hình đến từ trận đấu mùa hàng của Star. Wow. Và đây là pha phản công 24 Valkyrie có rễ cây đến từ Simon. Wow. Đi Queen với 4 Hitler và 24 rễ cây sao? 4 động đất nữa. Mở lối và combo đánh càn vào nhà của Star. Rồi, như vậy là đầu tư Valkyrie cắt góc hướng 3 giờ một chút. Đây các bạn này. Vâng, rễ cây. Ô, bịt cánh này để xe phóng gỗ ùn ư? Là sao đây? Valkyrie cắt góc ở bên kia. Như vậy xe phóng gỗ nó sẽ múc được vào máy bắn đá và mở lối cánh bên này. Valkyrie dọn góc ở bên kia và dọn góc đối diện 9 giờ. Headhunter chạy vào được bế được Thanh Niên Kinh 95 ngay rìa phía ngoài. Và chắc chắn là bế được rồi. Đầu tư đi Queen ở hướng 12 giờ và mở lối tiếp để Valkyrie đột nhập. Máy bắn đá phía dưới này góc 3 giờ đã bùng. Và rễ cây ra thì Rocky Balloon ở trong này cũng dọn được góc hướng 3 giờ. Và như vậy toàn bộ anh em mở lối động đất ở đây cho Valkyrie ùa vào. Kết hợp với cả quản giáo với King. Thêm ngay một pha hồi máu ở đây. Ô, bật hào quang của kỳ thư vĩnh cửu. Úi dồi ôi. Nét thế nhá. Dân chơi là đây rồi. Vâng, đúng là đánh sáng tạo giữa các top player đây các bạn ạ. Tiếp tục lủng tường nữa. Valkyrie rất hay. Và quay cuồng nộ ngoài quẩy. Bạn còn hẳn một cái tàng hình và một băng cơ mà. Bờ tường này sẽ lủng thôi. Đúng rồi. Valkyrie được thêm quả cuồng nộ quẩy ác chiến luôn mà nị.
Queen bên kia có tàng hình cứu Queen không? Vẫn chưa, bạn vẫn đang còn một Valkyrie nữa. Nhà chính được bảo vệ bằng bờ tường. Anh Nghiên Kinh thì sẽ hóa Phượng Hoàng trong tình huống này. Lính thủ nhà đây là Lava. Rồi Champion, cố gắng mà hụt vụt đi thôi ạ. Trang bị là bình thường thôi. Bạn vẫn đang còn thời gian. Bạn vẫn đang còn spell. Queen vẫn đang có Tesla để trôn ở hướng góc 6 giờ nữa cơ. Đúi, ui. Bạn quyết định giao bánh luôn. Hạ thêm được quả. À, cái xoáy. Như vậy là vẫn chấp băng và chấp tàng hình đến từ Simon. Bạn chấp được, tôi cũng chấp được. Vâng, một đều với tỷ số chấp spell. Ngông quý luôn ý chứ còn gì nữa. Ui, trời ơi. Qua cái gớm đến từ hai game thủ và tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo anh em ơi. Tiếp tục là lượt tấn công đến từ Star. 9 Hitler. Wow. 9 Hitler, 4 xương, 4 tàng hình, 10 Hawk, 16 Sneaky Goblin. What? Trang bị của tướng là đây. Mắc hết rồi. Quá ghê gớm. Còn mỗi một em kia thôi. Và đây là Skelly. 9 Hitler. Đẳng cấp thật sự. Và như vậy là múc hai máy bắn đá hội thành. Ô đỉnh luôn. Làm thêm được cây thổi gió nữa rồi. VIP Pro thật. Đỡ thế nào được? Thế này thì không đỡ được bạn ạ. Vâng, xe phóng lửa đang hỗ trợ cánh bên kia nữa. Quá nét cho người đẹp rồi. Này thì Roy Champion đùa với chúng tớ này. Múc này. Xe phóng lửa có mặt luôn bạn ạ. Bơm tiếp cuồng nộ ở bên đây. Sneaky Goblin đang chạy vào khu vực nhà chính. Xe phóng lửa nữa đấy. Và như vậy bạn cất dành một cái tàng hình và một xương. Tàng hình sẽ để dành cho Sneaky Goblin ăn vào nhà chính. Hitler đang bị Inferno nhiều tia đốt. Xe phóng lửa hỗ trợ không kịp. Tàng hình cứu Queen đâu? Có. Cứu Queen bằng mọi giá mà. Bơm ngay cuồng nộ nữa rồi. Vâng, và như vậy là quẳng sạch Hitler. Và bạn vẫn cất dành sơ cua để Hitler còn lại ở đây. Như vậy trường hợp này bạn đã tính rồi. Bạn đã tính trường hợp này rồi. Vâng, một pha backup rất cẩn thận. Nhưng đây là phương án B cho Star rồi chứ không phải phương án A nữa. Sneaky Goblin đang dồn vào toàn bộ 9 em và ăn xong khu vực nhà chính. Vâng, ôi, nét 9 hay 10 em gì đấy để giành ăn khu vực nhà chính hết rồi. Vâng, Hitler bên này vẫn bơm cho Queen ổn. Hawk bạn vẫn đang còn. Quản giáo bạn vẫn đang còn. Và như vậy là quản giáo đi với cả Hawk và Roy Champion quyết định bật gồng quản giáo từ rất sớm luôn. Xe phóng lửa là Minion ở trong đấy như là một số em khác đã tung hoành tốt rồi. Vâng, spell không còn gì. Ô, bom bẫy quá nhiều. Hawk dính bom đôi với cả là đại bàng giáng xuống. Những em balloon còn lại nữa. Được cái là 4 tướng thì vẫn đang còn mà 3 tướng thì xanh máu. Headhunter vẫn đang còn 3 con lận. Đúng rồi, đại bàng bắn chua từ đâu buổi đến giờ. Tớ nhịn bạn hơi lâu rồi đó. Đúng rồi bạn ơi. Hợp lý rồi bạn ơi. Vâng, và như vậy là một pha gồng Roy Champion kết hợp với cả là Puppet với cả Hawk à. Ông kết hợp với tăng tốc với cả Hawk. Đỉnh rồi. Ô, vẫn là trận thi đấu 3 sao. Và tướng giờ này đúng vẫn đang còn 4 tướng. Ô, đẳng cấp thật sự đến từ Star. Và 9 Hitler với một phương án backup khi mà bị Inferno nhiều tiêu đốt. Đỉnh thật. Và đây là set động đất. 10 set 3 động đất đến từ Flip đánh 4 rồng điện và 13 rocket luôn. Oh my god. Inferno nhiều tia đại bàng. 3 Inferno nhiều tia đại bàng. Và như vậy bay mất 2 cái Inferno và đại bàng rồi còn đâu. Rồi thêm 2 cái cannon nữa. Ôi ôi. Rocket Balloon vừa mới hạ luôn 2 cái Air Defense. Ô đỉnh thế nhở. Vâng, lòng ba lòng vòng mất đại bàng luôn. Cái này đi đường quyền nữa lại bay luôn cả cái Inferno ơi, chứ giỡn à. Tầm này là không còn cuồng nộ nữa, để rồng chay thôi. Cánh bên này là có Headhunter hỗ trợ. Múa em Queen.
Ice Golem hẹo và Headhunter múc xong phát là oảng luôn, bế được con Queen của đội bạn đi rồi. Như vậy là bên này Thanh Niên Kinh đang múa xe phóng lửa tấn công ở góc hướng dưới này. Và Valkyrie đang cắt nữa, vẫn đang còn một rồng điện. Liệu đội quân này có làm nên chuyện không? Các bạn biết rồi, rồng điện vẫn đang rất là ổn áp. Khi mà đợt này được boost, rồng thì được tăng hết cả họ nhà rồng rồi. Ui, kinh con voi. Giật vào bạn ạ. Ui, Tesla Farm một đống ở phía góc 9 giờ. Một rồng điện đang cắt ở hướng này, mặc dù cho nhà chính đốt nó cũng không sợ. Và như vậy là quản giáo đi với cả là Royal Champion. Hay quá. Hóa kinh phượng hoàng, đúng rồi. Lên nào bạn. Tỉnh luôn ạ. Xe phóng gỗ, à xe phóng lửa vẫn cứ vậy là hoạt động thôi. Vâng, puppet để bơm cho Queen quá ổn. Tầm này là vâng, Queen lại bất tử khi đối diện với cả là pháo đầy đá. Bịt nó lại, bịt nó lại. Đấy, 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 đúng rồi. Làm cái băng cho nó hết nước chấm và chỉ còn gì nữa. Lại đây bạn ơi. Này thì múc này. Tiếp tục là Balloon này. Rồi Champion bạn còn chưa cả rau bánh. Đỉnh thế. Vâng, đúng là cặp đôi. Vâng, 1-10, 1-10 nữa. Chứ không phải là 1-10, 1-9 đâu. Ghê thật. Và đây là Star múc lại nhà của Philip. Vâng, 8 PK mà lại 7 set. Ôi dồi ôi. VIP, VIP, VIP. 8 PK với cả 7 set. Thế này thì đẳng cấp rồi. Thế này thì đẳng cấp rồi. Đi xem, đi xem. Quản giáo đi hướng bên đấy. Góc 3 giờ. Xe phóng lửa hỗ trợ quản giáo. Đây là nhà top 1 nha các sếp nhá. Một hawk để vào thăm dò ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi Champion bên này có em Queen nữa. Được. Valkyrie cắt góc, Headhunter cũng có mặt. Vâng, sử dụng minion để bế luôn cái đại bác. Bơm cuồng nộ khi mà gặp quá nhiều công trình phòng thủ ở đây. Tàng hình cho bộ đôi này chắc ăn. Vâng, quản giáo đi hỗ trợ cho Queen đúng không ạ? Em Queen nó chính là băng giá. Vâng, đã múc được nhà chính. À! Bật gồng quản giáo để cho Headhunter cũng bế luôn được Thanh Niên Kinh của đội bạn. Cũng như là cứu cho bộ đôi tướng nằm ở đây. Cuồng nộ tiếp. Độc dược ra để bế em. Ice Golem. PK hỗ trợ bên này. Rồi rồi rồi, anh em PK bằng 8 PK. Giáp và động đất vừa mới bế đi được cái thổi gió với cả là một tháp cuồng nộ. Ở góc hướng 9 giờ đi vào khu vực hội thành. Xe phóng lửa đã mở được lủng tường rồi. Vâng, bật kinh con voi lên. PK tiếp tục cắt ở cánh bên kia. Royal Champion vẫn đang vào tiếp ạ. Bom đỏ. Ôi rồi ôi, một loạt bom đỏ mất hết sạch Hitler trong tình huống này. Tốt rồi, tốt rồi. Tiếp tục PK bơm vào nữa đi ạ. Hợp lý quá. Bên đây là Royal Champion đang xúc vô. Một loạt PK nữa đang vây hãm vào. Xúc tới tấp vào ạ. Úi giời ơi. Vào đây, Valkyrie. Và như vậy là một trận đánh hay nữa. Vâng, độc lạ dị đến từ Star. Và vẫn đã xong. Ui giời ơi. Quá nhiều combo dị ở trong trận gua này đến từ hai game thủ. Cái gì đây? Vâng, giáp 100 Barbarian, 100 Archer, 100 Goblin, 11 set 1 động đất đến từ Simon. Bạn thì kinh rồi, bạn thì kinh rồi. Quản giáo ở góc 3 giờ ạ. Xe phóng lửa cũng đã có mặt ở đây rồi.
Khét đấy, khét đấy. Ra gì phết đấy. Động đất này, xét này. Rồi, lùng hết các thứ ở đây rồi. Phá tiếp nữa này. Ok luôn. Sẽ ra sao đây bạn? Bờ tường đã lủng rồi. Bay màu nhá. Ông quản giáo được hỗ trợ tốt phết nhờ. Vâng, Barbarian với cả là Archer đã tập trung để bế thích nhiên kinh đi. Vâng, chúng tôi yếu nhưng anh em ta đông. Vâng, một chọi một đống thì đỡ thế nào được. Hoàng kinh ngày dài. Goblin đang chạy đi hỗ trợ để cắt những cái kho ở khu phía ngoài. Ok ạ, anh em ào vào. Còn như vậy đi tấn công hướng này là hơi xa vị trí của đại bàng. Wizard nó tung trường một cái thì anh em ở cái kho này có nằm kịp không? Rồi đại bàng nó lòi mồm lên rồi. Vâng, ăn cái kho vàng sớm đi bạn ạ. Ui dồi, cái đại bác nó bắn một lúc ba con, hơi khổ. Xe phóng lửa lủng tường cánh bên đây. Vâng, thả nhảy để cho bộ tướng vào. Em Queen múc vào khu vực nhà chính. Nhưng mà không phải là băng giá nên việc múc nhà chính có vẻ hơi bị đầu lâu. Thành nhiên kinh. Đúng rồi, giã được sau nhà chính một Super Minion ở trong đơn vị lính hội thành. Bế luôn thành nhiên kinh. Việc đại bàng nó bắn chùa từ đầu đến cuối nó ảnh hưởng khá lớn đến lực lượng số quân còn lại bên đây. Máy bắn đá chưa bay màu thì cái cánh này của Royal Champion nó khá là căng. Tình hình là hơi hơi đau đầu đấy, bởi vì chỗ còn lại nó lại là những công trình gây sát thương lan, ví dụ như mô tả đại bàng. Mô tả còn khá lớn, gây sát thương lan là lủng rồi. Sao trận này bốc ruốc rồi, trận này đi hơi xa rồi, nhưng mà tôi không sao cả, vẫn đang còn cơ hội, vẫn đang còn cơ hội để làm lại mà sếp. Không sao, không sao. Ok, lượt đánh vẫn còn, thời gian vẫn còn. Nãy giờ toàn siêu phẩm tôi thì làm tí trận này tí đổi gió mà. Vâng, Star đánh lại với 111 Goblin với cả là 13 spell vào nhà của Mark. Bạn chơi 100 Goblin, tôi chơi lại 101, à 111 con với cả là 10 rơi. Úi dồi ôi, khẹt đấy. Ra gì phết đấy. Để xem nào bạn. Ôi. Đầu tư Barbarian, Archer. À như vậy là đưa Archer ra để hỗ trợ. Vâng, cần thiết ở đây là phải bế được cái mô tả đi các bạn ạ. Và liên tiếp là thả những em Barbarian để dụ cho cái mô tả này nó bắt vào đấy. Rồi, một hit nữa thôi là nó nằm à. Đúng rồi, bình tĩnh này, bên này cũng có đồ chơi nữa. Bạn chưa xử lý tấn công ở góc bên kia đâu. Đấy. Wow, một Giant vào thì dính đòn ạ. Vâng, Headhunter, hai em bế thanh niên kinh đi nào. Bế được. Một chút nữa thôi. Rồi, thanh niên kinh đã bay mau. Đầu tư balloon để hạ ngay cái mô tả trong tình huống này, không là nó lại múc mất cái xe phóng lửa đấy. Đúng rồi, đẹp thật. Tiếp cận vấn đề rất tốt. Như vậy là mối nguy hiểm cho xe phóng lửa phía dưới kia đã xong. Bẫy Tesla farm ở trên hướng góc 12 giờ là đông lắm. Ui, bom bật nhảy kìa. Bạn đầu tư Barbarian vào là bị bay hết. Úi rồi. Vâng, đặt bẫy là tinh tế. Đặt bẫy rất tốt luôn đến từ người chơi Mark ở trong pha thủ nhà này. Chưa biết lính clan thủ nhà là gì nữa cơ. Ice Golem này, Giant này. Sneaky Goblin bế. Xoáy cũng đã bay màu rồi. Trời trời. Đúng, không có gì phải xoắn ở trường hợp này hết. Hợp lý rồi bạn ơi. Baspel được thả hết vào cái máy bắn đá. Ôi dồi ôi. Inferno một tia bạn không làm được gì tới đâu. Vâng, bầy rơi đang tung hoành. Cái độc dược. Cái độc dược bung ở đâu thì bung đi cái. Bung rồi. Vâng, bầy hót ạ. Ui ôi, cái thổi gió. Quản giáo bật gồng để cứu anh em, những chỗ này Queen bắn rát phết.
Vâng, Wish ở dưới bắt rất kỹ bầy dơi luôn. Queen bắn chùa khá nhiều ạ. Vâng, bầy dơi bay đi khá là đáng tiếc. Và thủ nhà này rất dẻo luôn, đến từ người trời mạng, hay quá. Vâng, anh em cố gắng nhưng hơi khó gặp cái tháp bom ở đây ạ. Đau đầu phết. Và việc tiêu diệt em Queen cũng khổ nữa. Wish nó cứ đẻ xương ra khiến cho đội quân nó bị nhiễu. Và như vậy đây là một trận đánh trượt đến từ Star. Không sao. Vẫn hay. Tiếp tục còn những lượt đánh nữa. Và đây là trận đánh chốt đến từ Philip. Vâng, 2 rễ cây, 8 rơi, 8 Super Minion. Wow. Chuyện gì sẽ diễn ra trong trận đánh này đến từ Philip vậy? Balloon bế đại bàng, à bế trụ Wizards. Và như vậy là đầu tư quản giáo với cả thằn lằn. Rồi, trang bị thường dành cho nữ tướng. Ghê đấy. Vâng, 2 luôn, 2 cái thần chú rễ cây luôn. Mà đánh với 8 rơi ạ. VIP thật. Headhunter chạy vào để bế em Queen. Bằng lại chắc ăn đã. Đúng rồi, bình tĩnh. Quản giáo hết sức bình tĩnh. Bảy bì cắt góc. Bạn sẽ căng thời gian để cho anh em lính nó vô đấy. Cái này không thể là vội được. Và spell vào hết. What? Rồi, bịt đại bàng khi mà nó tính kích hoạt đại bàng lên. Rơi vô ạ. Cây thổi gió liệu có ảnh hưởng không? Inferno chỉ là một tia. Nhà chính thì chưa bung lên mà. Nhà chính chưa bung. Quản giáo bật gồng để cho nó can phá cực kỳ nhiều. Rồi, chưa lo ngại đâu. Và bạn có lẽ sẽ phải rễ cây tiếp vào chỗ đại bàng thôi. Máy bắn đá bên này đang thu hút bởi thanh niên kinh. Đúng rồi, một pha đóng băng sử dụng rễ cây vào tiếp đại bàng và bế luôn được cái máy bắn đá. Vâng, một mẫu nhà mắc cấp độ. Vâng, đầu tư em Queen để ăn khu vực nhà chính. Quá hay và thông minh đến từ Philip. Ui, sời ơi, trụ Wizard bạn đang bế OPK thì bầy rơi nó tung hoành tha hồ luôn. Hay, độc và quá dị luôn. Vâng, Super Minion vẫn chưa tung quân ra đây. Vâng, bầy rơi đang ăn tiếp khu vực nhà chính. Ôi trời ơi, hay thật sự đến từ tinh tế của Philip. Vâng, 7 Super Minion vẫn đang dã. Không, đây mới chỉ là Super Minion đến từ đơn vị lính hội thành. Ôi, có cái mỹ từ nào chúng ta có thể dành cho Philip ở trong trận đánh sáng tạo và đầy tính dị này không? Super Minion đang đột nhập từ tốn thôi. Ôi, chỗ bên kia, một đống em hãy đồng loạt công phá vào. Nhã vào Inferno nhiều tia. Rồi Champion bạn chất không đánh rồi. Ôi, Champion trong trận đánh này đến từ Philip. Wow, quá đỉnh ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi buổi video ngày hôm nay ở trên kênh Akari Gaming. Thấy hay cho một lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nhé. Chúc luôn có Roy Champion không sai. Sếp nào mà múc vé sự kiện, vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em nhớ tham khảo fanpage Akari Gaming của mình với hơn 148.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Sếp nó tự nạp được rồi, anh em hãy nhớ bấm vào chữ C ở góc trên bên phải màn hình, anh em nhập mã Akari. Đấy là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn các sếp rất nhiều về điều này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Akari Gaming nhá. Bye bye.